Jisoo, một giáo viên tiếng Anh đến từ Ấn Độ, cũng đã ở Việt Nam hơn 3 năm và tới sinh sống, làm việc tại thành phố Hưng Yên hơn 3 tháng. Chỉ trong thời gian đó, Jisoo đã nhanh chóng yêu thích cuộc sống ở đây. Trong thời điểm tôi ở Hưng Yên thì tôi thực sự không có quá nhiều thời gian để mà đi các nơi xung quanh, bởi vì là công việc cũng khá là bận rộn. Những nơi tôi đến được như là ví dụ như là Hồ Bán Nguyệt hay là gần đây là đó là quảng trường gần nơi tôi làm việc thì tôi thấy là rất là đẹp. Còn về con người thì tôi thấy người Hưng Yên rất là, tôi nói dùng từ thân thiện. Khi mà tôi mới đến đây thì có rất nhiều người, rất hội nhiều hộ gia đình là mời tôi đến nhà để ăn và uống. Mặc dù tôi thấy là cái việc đấy nó rất là phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà tôi thấy là cảm nhận được cái sự thân thiện của người Hưng Yên. Sự tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt về văn hóa cũng như lòng nhiệt thành, mến khách của những người dân tại Hưng Yên, nơi David và Jisoo đã gặp, chính là lý do giúp họ nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy vui vẻ hơn khi sinh sống và làm việc tại đây. Tôi yêu Hưng Yên, tôi yêu Việt Nam, right? Tôi thích Việt Nam. Yes.